cho nên biển trí tuệ của phật chỉ có phật với phật mới có thể biết được biển nghiệp của chúng sanh biển phiền não của chúng sanh cũng là chỉ có phật với phật mới có thể biết được không phải phàm phu có thể thấu rõ được Như phẩm phương tiện trong kinh Pháp Hoa nói Pháp khó hiểu Hy hữu đệ nhất mà Đức Phật chứng được Chỉ có Phật giới Phật mới có thể Thấu tột tướng chân thật của các Pháp Pháp khó hiểu Hy hữu này là gì? Nghĩa là thật tướng Thật tướng các Pháp chân tướng của tất cả pháp bây giờ chúng ta cũng đã biết chúng ta biết không phải chúng ta chứng được mà chỉ là nghe nói chúng ta nghe đức phật nói chân tướng là gì chân tướng là vô sở hữu là tất cánh không làm sao chúng ta biết được nghe được đối thoại của bồ tát di lạc và đức thế tôn quá nhiên đại ngộ hiểu rõ đức phật hỏi một cách rất thiện xảo như thông thường phạm phu chúng ta nói tâm hữu sở niệm trong tâm ta khởi một ý niệm ta rất rõ về ý niệm này nhưng trong một niệm này ta phân tích xem có mấy niệm có mấy ý niệm gì tỷ có mấy tướng có mấy thứ Trong ý niệm này có nhiều thứ như vậy Chúng ta không biết Bồ Tát Di Lạc trả lời Đức Thế Tôn rằng Một khẩy móng tay Có 32 ức 100.000 niệm Đầu tiên là trả lời Ngài mấy niệm 32 ức 100.000 niệm Có mấy tướng Niệm niệm thành hình Nghĩa là hình tướng Mỗi ý niệm đều có hình tướng Hình đều có thức Thức tức là thọ tưởng hành thức Mỗi hình tướng đều có thọ tưởng hành thức Chúng ta hồi tưởng lại trong tâm kinh Quán tự tại Bồ Tát Hành thâm bát nhã ba la mật đa thời Là thâm bát nhã Chiếu kiến ngũ uẩn dai không Ngài soi thấy được điều gì Thấy được nhất niệm mà Bồ Tát Di Lạc nói Vì sao nhất niệm đó là không Nhất niệm bất khả đắc Nên lập tức không còn hiện tượng này makland nhà khoa học người đức đã phát hiện nhưng nói không rõ ràng như bồ tát di lạc nói ông chỉ thấy được hiện tượng của ý thức Ông gọi là ý niệm Tần suất chấn động vô cùng nhanh Sinh ra hiện tượng vật chất Quý vị xem rất gần với những gì Bồ Tát Di Lạc nói Nhưng Bồ Tát Di Lạc nói một cách rõ ràng Ông ta nói chung chung Nhanh nhưng không biết nhanh đến mức độ nào Bồ Tát Di Lặc nói một khẩy móng tay có 32 ức 100 000 niệm. 100 000 là 10 dạng. 32 ức nhân 10 dạng là 320 triệu. Nếu ta dùng dây làm đơn vị, nếu một dây khẩy 5 lần, nhân 5 là 1.600 triệu. Hiện tượng ngũ uẩn thời gian nó tồn tại chỉ một ngàn sáu trăm triệu trên một giây thời gian nó tồn tại chỉ chừng đó mắt nói căn cứ trên kết quả nghiên cứu của ông thế gian này căn bản không có thứ gọi là vật chất Vì thời gian tồn tại của vật chất là Một ngàn sáu trăm triệu phần trên một giây Chúng ta nghĩ lại xem Điều này khi xem phim Càng dễ nhận ra hơn Trước đây phim Đều dùng bằng băng nhựa này âm bản của phim là băng nhựa chiếu lên màn hình một giây có bao nhiêu tấm hai mươi bốn tấm chúng ta thấy phim chiếu trên màn hình rất sinh động bây giờ Bồ Tát Di Lạc nói xã hội hiện tại của chúng ta một giây là một sáu trăm triệu tấm Chứ không phải hai mươi tư tâm Nên chúng ta không biết nó là giả dạ. Vấn đề này mắt Lan đã nhìn thấy rất rõ ràng Nên ông nói Thế gian này không có vật chất Vật chất là gì? Chính là từ Ý niệm liên tục không gián đoạn Sinh ra một loại huyện giác tưởng rằng nó là thật giống như chúng ta xem tivi xem phim vậy tưởng nó là thật trên thực tế mỗi tướng đều khác nhau nên hiện tượng này gọi là tướng tương tự tương tục nếu như hoàn toàn giống nhau có thể nói là tướng tương tục nó không giống nhau mỗi ý niệm đều không giống nhau Chỉ tương đương Không thấy hai tướng hoàn toàn giống nhau Là tương tương tự tương tục Nên không có vật chất Chẳng những vật chất không có Mà hiện tượng tinh thần cũng không có Thời gian nó tồn tại là bằng nhau Thời gian ý niệm tồn tại cũng là một giây một ngàn sáu trăm triệu chẳng nhận không có hiện tượng tinh thần đến hiện tượng tự nhiên cũng không hiện tượng tự nhiên là năng lượng nghiệp tướng của a lại gia trong kim kim cang đức phật nói phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng chúng ta nghe báo cáo của makland hay cuộc đối thoại giữa bồ tát di lặc và thế tôn trong kinh điển đối chiếu hai điều này chúng ta liền thấu rõ ngày nay chúng ta đọc lời này pháp khó hiểu hy hữu bậc nhất mà đức phật thành tựu được chỉ có phật với phật mới có thể thấu tột tướng chân thật của các pháp hiện nay chúng ta đã biết nhưng chúng ta chỉ nghe được không phải tự thân chứng được. Tự mình chứng mới được lợi ích. Được lợi ích gì? Buông bỏ tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vì sao vậy? Vì tất cả đều là giả. Vọng tưởng cũng chỉ là vô ích. Chấp trước cũng vô dụng. Có gì đâu để mà chấp trước? Không có gì ta có thể chấp trước được Quý vị nói tôi muốn chiếm lấy nó Không thể Đợi đến khi chết mới biết rằng Không mang theo được Không ngờ rằng ngay lúc này Tức là một ngàn Sáu trăm triệu phần trên một giây này Ta làm sao đạt được Căn bản không đạt được Vậy mà cứ muốn để đạt được nó như vậy không phải là vọng tưởng ư? Ừ. Đây không phải là tự làm khổ mình ư? Ừ. Niệm niệm bất khả đắc. Niệm này không phải là đức Phật hỏi. Tâm có mấy niệm? Niệm này quá thô. Niệm mà Phật hỏi tâm có mấy niệm Một khẩy móng tay có 320 triệu hiện tượng sanh diệt 320 triệu lần sanh diệt Làm sao có thể đạt được Bởi thì Đức Phật nói phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh đúng vậy quả thật như giấc mộng nếu ta xem mọi thứ đều là thật là sai lầm hoàn toàn sai tất cả đều là giả tất cả pháp bất khả đắc như vậy mới có thể được đại tự tại phải chứng được cảnh giới này Mới thật sự được đại tự tại Được đại tự tại là Đức Như Lai Pháp Thân Bồ Tát Thật sự chứng được Ở trong lục đạo Trong mười pháp giới cũng không sao Vì sao vậy? Vì thần thông du hí Ta đều biết rõ hết Toàn bộ đều là giả Dù ở trong lục đạo hay mười pháp giới Đều không có chấp trước Không có phân biệt Không có khởi tâm động niệm Đó là gì? Không khác gì chư Phật như lai ứng hóa ở thế gian Họ đến để làm gì? Họ đến để cứu độ chúng sanh Họ đến để biểu diễn Họ có thể biểu diễn được tất cả Như 53 lần tham bái trong Kinh Hoa Nghiêm nam nữ già trẻ các ngành các nghề họ đều có thể biểu diễn đó đúng là pháp thân bồ tát chư phật như lai có như vậy chăng tôi tin rằng có chẳng những có mà tôi còn tin là có không ít chỉ là do họ không bộc lộ thân phận nên không biết đó thôi Chỉ có họ biết được thân phận mình. Chúng ta sống trong thời đại này đúng là rất may mắn. Kinh Phật là thứ rất khó hiểu. Nhưng các nhà khoa học đã giúp chúng ta hiểu được khoa học mới phát hiện được điều này chỉ ba mươi năm lại đây ba mươi năm trước những vị pháp sư chuyên về phật học cũng chưa từng nghe đến chỉ là nghe cổ nhân nói như vậy nên khi giảng kinh cũng nói như vậy y theo như vậy vẽ hồ lô khi chúng ta thấy được những báo cáo khoa học này lãnh hội càng sâu sắc hơn, độ sau này hơn cả tiền nhân, nhưng không thể hơn người chứng quả. Chúng ta không thể hơn được người đại triệt đại ngộ không sánh bằng họ. Trên mặt giải ngộ không phải chứng ngộ trên phương tiện giải ngộ chúng ta hơn họ Người thật sự chứng ngộ chúng ta không sánh bằng họ